Rồi. Chào các bạn ạ. Như tiêu đề của video hôm nay, mình làm cái clip này để mình tập hợp cũng như là có những cái cảm nhận ban đầu của cái chiếc lens Sony Zai 55F1.8, một cái sản phẩm mà được cộng đồng trong nước lẫn thế giới đánh giá rất cao về cái giá tiền trên cái chất lượng của sản phẩm. Thì phối hợp thì sản phẩm này được Sony Việt Nam niêm yết với giá là khoảng gần 22 triệu và được các cái đại lý bán với giá là khoảng 18 triệu hơn một chút. Đây, bên trong hộp á thì mình gồm có len hút cái bao da và sách vở. Đây, trong hộp thì mình sẽ mở cái len này ra. Đây. Hút của len á thì cái mã của cái hút len này là ALC SH131, hút rất là cứng cáp, với cái phần trước là được sơn sần và cái phần sau này được sơn bóng. Đây, bên trong len, bên trong của cái bao da là chiếc len. Bao da thì được Sony làm với những cái đường chỉ rất là tinh tế, da thì nói chung là cũng đẹp. Cái Sony Zai này á là được Zai sản xuất thấu kính và được Sony sản xuất cũng như là thông qua cái hệ thống lấy nét và cái build của lens. Lens này được cấu tạo bởi 7 thấu kính được chia làm 5 nhóm. Nó có 9 lá khẩu tròn. 9 lá khẩu tròn thì bạn có thể khép khẩu đến 2.8 hoặc là 3.2 thì bokeh nó vẫn tròn, vẫn đẹp. Ngoài ra thì lens có cái lớp phủ tê sao, cái lớp phủ của đặc biệt của Zai sản xuất, thì cái lớp phủ này làm cho giảm bớt cái hiện tượng flare lót, hoặc là và có thêm là khi mà chụp chân dung á thì cái vùng sáng vùng tối nó sẽ chuyển rất là mịn, đặc biệt là ánh trắng đen. Đây là cái lớp phủ nổi tiếng của Zai, cạc Zai. Ở đây á thì mình có sẵn một cái Sony A7 Mark II, thì mình sẽ lắp cái lens này vào máy cho các bạn xem về cái mức đồng bộ của máy cũng như là ở bên ngoài nó như thế nào. Đây, nhìn cái lens với cái máy nó rất là nhỏ gọn, cái màu đen phủ từ cái body qua bên cái lens nó đồng bộ với nhau. Đây, dù lắp hút hay không lắp hút gì thì thì nó vẫn rất là nhỏ gọn. Ở đây thì mình có mượn của bạn thêm được một cái lens là của Sony sản xuất, Sony trực tiếp sản xuất từ thấu kính, build cho đến là khả năng lấy nét. FE50F1.8. So sánh với Zai này á thì mình so sánh để cho các bạn là có cái nhìn tổng quan hơn thôi, chứ không phải là so sánh về mặt chất lượng, tại vì nó trên giá tiền quá nhiều. Về cái lens FE này á thì làm bằng nhựa, ở ngoài làm bằng nhựa. Dòng lấy nét kính của nó là kính lồi, ngược lại với Zai là Zai là kính của nó là kính lõm. Đây. Nên FE này thì nó có 7 lá khẩu, nên Zai thì nó có 9 lá khẩu. 7 lá khẩu của FE là 7 lá khẩu dạng thẳng, chứ không phải là 7 lá khẩu dạng tròn. Lắp ráp ở Trung Quốc. Này. Thì cái lens Zai này á, cái khoảng cách lấy nét gần nhất của nó là 0.5 mét tương đương với 1,64 feet là cái khoảng cách lấy nét gần nhất của lens. Đây, mình sẽ cắm lên cái body A7 Mark II và mình test cái khả năng lấy nét cho các bạn. Lens lấy nét rất là nhanh, tại vì thực tế thì cái ngoài trời nó cũng ánh sáng cũng đầy đủ, cho nên lens lấy nét rất là nhanh. Rất là nhanh và chính xác, tại vì ở ngoài trời thì ánh sáng nó đang đầy đủ. Qua cái thực tế sử dụng thì mình sử dụng ở ban đêm, thì ở những cái vùng mà tương phản cao, vùng sáng mà có nhiều tương phản thì lens cũng lấy nét rất là tốt, nhưng mà nếu dùng tối thì lens lấy nét chậm hơn nhưng mà vẫn chính xác, độ chính xác của lens là rất cao. Đây mình có một cái Sony A6000 cảm biến crop để mình test cái khả năng lấy nét của lens như thế nào. Lens vẫn lấy nét rất là chính xác. A6000 thì do cảm biến crop cho nên tốc độ lấy nét của nó thì mình thấy là rất là nhanh. Lens
đến nét nhanh và chính xác dù nó có độ trễ. Độ trễ này là có thể là do body, không phải là do lens. Thì qua một tháng sử dụng lens thì những cái ưu điểm của lens này thì đã có rất là nhiều người đã đánh giá rồi. Lens nét ngay tại khẩu lớn nhất đó là khẩu 1.8, bắt nét rất là nhanh, và khi mà chụp chân dung thì cái lớp phủ tê sao của card dai làm cho hình ảnh nổi khối rất là tốt. Nhưng mà ưu điểm á, ưu điểm là như vậy, nhưng mà nhược điểm thì mình thấy là khi mà chụp ngược sáng với tương phản gắt thì lens vẫn còn viền tím, và giá hiện nay thì cũng còn rất là cao. Nếu mà có thắc mắc gì về Sony 55 1.8 mà các bạn để lại bình luận ở bên dưới.